Hanako, bóng tối của Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa tan. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết thúc các buổi làm việc trực tiếp ở một số đơn vị của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, có đơn vị được kiểm tra như Hanako, nuôi con trai, cán bộ cũ của ông Thanh được gửi gắm làm lãnh đạo cho đến nay vẫn chưa báo cáo đầy đủ cho đoàn và cho Bộ Công Thương. Nhìn lại những vấn đề của Hanako, như phóng viên đã đưa tin, sau khi rời Bộ Công Thương tuyên truyền về tỉnh ủy Hậu Giang trước đây, ông Trịnh Xuân Thanh đã tạo chân rết nhất định ở một số doanh nghiệp ngành công thương, ví dụ như tại công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội thuộc công ty Rượu Bia và Nước Giải Khát Hà Nội Habeco. Ông Mai Văn Lợi, giám đốc một đơn vị thành viên của PVC khách sạn Lam Kinh thua lỗ 200 tỷ đồng, được đưa về làm giám đốc năm 2014 rồi chủ tịch hội đồng quản trị Hanako tháng 4 năm 2015. Con trai ông Trịnh Xuân Thanh sinh năm 1992, Trịnh Hùng Cường, lại được ông Lợi đưa về làm phó phòng marketing của công ty dù ra trường tốt nghiệp chưa lâu. Ông Mai Văn Lợi khi về Hanako vẫn chứng nào tật ấy, theo lời của nhiều cán bộ, nhân viên của Hanako thời kỳ trước khi cựu nhân viên của ông Trịnh Xuân Thanh về Hanako, công ty này hoạt động chi tiêu khá chặt chẽ, hiệu quả kinh doanh cao. Nhưng sau khi ông Lợi về, một loạt các hoạt động do ông Lợi chỉ đạo tự tung tự tác, nhiều khi bất chấp ý kiến của tập thể, như mua hàng loạt xe đắt tiền, có xe Mercedes E250 còn đem cho Bộ Công Thương mượn, chi tiêu tiếp khách thường xuyên với chi phí lớn, nhiều khoản chi dùng hóa đơn bất hợp pháp, chỉ đạo nhân viên nhập hàng kém chất lượng, thường xuyên đi công tác nước ngoài, được nhân viên phản ánh là không vì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Một trong những hành động gây bất bình lớn trong tập thể cán bộ nhân viên của Hanako là ông Lợi đã áp đặt độc đoán chuyển 500 triệu đồng cho tỉnh ủy Hậu Giang từ các quỹ phúc lợi của Hanako, một việc được cho là có lợi cho ông Trịnh Xuân Thanh để gây ảnh hưởng lấy phiếu bầu cho các chức vụ của ông này tại tỉnh Hậu Giang tại thời điểm đó. Trong khi các năm trước, khi ông Lợi về, Hanako chưa từng chi quá 100 triệu đồng cho hoạt động xã hội này. Một phần chính vì những chỉ đạo điều hành yếu kém, có nhiều màu sắc cá nhân, phe nhóm của ông Mai Văn Lợi, hoạt động kinh doanh của Hanako từ khi ông này về ngày càng xuống dốc. Năm 2015, Hanako lần đầu tiên thua lỗ với số tiền lỗ 25 tỷ đồng. Quý 1 năm 2016, công ty này lỗ thêm 10 tỷ đồng và hiện tiếp tục có xu hướng thua lỗ, khả năng còn thua lỗ lớn hơn năm 2015. Chưa chấp hành đầy đủ yêu cầu giải trình, sau khi phóng viên phản ánh các vấn đề trên, một loạt các cơ quan, ban cán sự Đảng bộ Công Thương, thanh tra Bộ Công Thương đã có các văn bản gửi Tổng Công ty Cổ phần Rượu Bia và Nước Giải Khát Hà Nội Habeco, yêu cầu lãnh đạo tổng công ty này giải trình một loạt vấn đề, trong đó chủ yếu có vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận bổ nhiệm ông Mai Văn Lợi từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cụ thể là từ PVC. Các câu hỏi được yêu cầu giải trình gồm: việc tiếp nhận ông Mai Văn Lợi về giữ chức vụ giám đốc Hanako, sau này là chủ tịch Hanako, có đúng quy định tiêu chuẩn không? Việc cấp tiền 500 triệu đồng cho tỉnh Hậu Giang đã được thực hiện như thế nào? Có phù hợp với quy định hiện hành về quản lý tài chính không? Tình hình sản xuất kinh doanh cũng như việc bố trí người lao động tại Hanako từ khi ông Mai Văn Lợi về công ty như thế nào? Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, mặc dù cũng đã làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhưng nguồn tin của phóng viên cho biết cả Hanako và công ty mẹ là Habeco tuy có báo cáo nhưng chưa đầy đủ về các vấn đề trên. Khi bóng tối chưa tan, trong khi Habeco chưa xử lý được các vấn đề tồn tại ở Hanako, thì công ty này tiếp tục đối diện với nhiều cáo buộc. Gần đây nhất, các nhà phân phối phía Bắc của Hanako đều cùng ký vào đơn gửi lãnh đạo Habeco và thanh tra Bộ Công Thương, thanh tra Chính phủ, việc lãnh đạo Hanako điều hành bất hợp lý, thay đổi mô hình kinh doanh từ việc có hệ thống nhà phân phối rộng khắp cả nước sang cơ chế một nhà phân phối tổng thầu,
không thực hiện chính sách hỗ trợ cho các nhà phân phối như đã cam kết, thưởng 1% hỗ trợ vượt chỉ tiêu bán hàng năm 2015. Nhóm các nhà phân phối này cũng cho rằng các hoạt động chi tiêu vô lối do ông Mai Văn Lợi chỉ đạo như hỗ trợ Hậu Giang 500 triệu đồng, làm các chương trình marketing tốn kém, không hiệu quả, chi tiêu tặng rượu vô tội vạ đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Halico, nên cũng phản ánh đến các nhà phân phối của công ty. Có thể nói, hậu quả của việc điều chuyển cán bộ có dấu hiệu bất minh, có tính chất lợi ích phe nhóm, với những dấu hiệu có những tác động hoạt động cài cắm của ông Trịnh Xuân Thanh khi còn ở Bộ Công Thương, cũng như sau này khi đã chuyển đi làm lãnh đạo ở tỉnh Hậu Giang, đã gây nên những hậu quả tai hại cho một doanh nghiệp đã có thời kỳ kinh doanh hiệu quả. Và cho đến nay, sự chậm chạp trong xử lý hậu quả đó vẫn tiếp tục kéo công ty này lún sâu vào khó khăn, chưa thoát nổi bóng tối của phe nhóm Trịnh Xuân Thanh.